Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã cùng quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video hôm nay, em xin gửi tới mọi người bộ sản phẩm, đó là điều hòa chạy điện thế hệ năm 2020, năm 2021. Em xin mời mọi người sẽ cùng em nhìn tổng quan sản phẩm một lần, bao gồm nó sẽ những chi tiết gì. Trong phần sau em sẽ nói rõ. Bây giờ em sẽ giới thiệu tới mọi người thì cái bộ sản phẩm của mẫu thiết kế năm nay. Sau nhiều nghiên cứu và thử nghiệm thì với cái bộ sản phẩm này thì cũng đã có điện 12V và 24V. Nó sẽ có hai dòng điện luôn để cho anh em sử dụng. Với cái mẫu này thì em nhìn cũng rất là sang và lại đẹp. Trước tiên chúng ta sẽ cùng xem qua cái giàn hạnh, chiếc giàn hạnh điện. Khi anh em dùng thì chúng ta mới bóc cái băng dính này để mở cái cửa gió này ra. Còn tất với cái bộ này thì nó không phải là điều khiển bằng cơ, cho nên hoàn toàn bằng cái phím điều khiển. Khi nào anh em dùng nhé, thì chúng ta mới lấy cái này và mở cái này ra. Nó sẽ hiển thị cái mặt đèn led lên khi anh em dùng. Đây là cái điều khiển để điều khiển giàn lạnh. Đó chính là nguồn. Đây là nhiệt độ ban đầu, tăng lên, giảm đi. Còn đây là quạt ạ. Với cái bộ này thì nó không nắp sẵn van như cái giàn lạnh hai cái mẫu trước em đã gửi tới các bác của mẫu năm 2020. Cái này thì nó ra đầu chờ sẵn, cái giàn lạnh này nó đầu đồng chờ sẵn này, và cái van thiết bị của nó thì trong cái gói phụ kiện này. Với cái bộ sản phẩm này thì nó cũng y chang như bộ lần trước, là không thiếu một chi tiết gì cho anh em cả, đầy đủ từ băng dính này đến van tiết lưu, pin để lắp vào điều khiển, ốc lưu van và xoăng để chúng ta lắp vào van cho kín ốc lục giác. Còn đây là các cái ốc cao su để lắp, khi là anh em lắp đặt thì chúng ta kê và cho cái cục lóng. Đây là cái ống dẫn nước của nó, nói chung là cũng rất đầy đủ. Đây là nguồn dây điện này, người ta đã đấu chờ sẵn này, cắm sẵn này. Đây là dây điện. Bộ này với cái bộ sản phẩm này cũng như những bộ lần trước, anh em về chỉ việc cắm và sử dụng. Đây một đầu. Với cái bộ sản phẩm này nó cũng như những bộ sản phẩm kia, nhà sản xuất đã gần như là trang bị đầy đủ, không thiếu một linh phụ kiện gì. Anh em chỉ về việc lắp ráp từ dây điện này, dẫn nối này, cổng nối ra, lối nguồn ra này, đến đầu tuyô, đầy đủ hết. Đến ống dẫn nước cũng đầy đủ luôn. Như cái mặt giàn lạnh anh em có thể nhìn thấy đấy ạ. Đây là cái ốc chờ sẵn ấy.
chúng ta về chỉ việc lắp ráp là xong. Đây là phía sau của cái dàn lạnh. Đấy. Trong cái dàn rất chi là to. Cái dàn nóng phía bên ngoài là được bao bởi một khung nhựa, khung nhựa đạt tiêu chuẩn rất chắc chắn, là các cái mẫu để đắp cho những dòng xe gì. Đây, anh em có thể nhìn thấy. Đấy, cánh quạt với motor dày này rất là khỏe. Thiếu cái cục nóng để anh em nằm thì gần như là chúng ta sẽ úp cái cục nóng như này. Đây là cái điểm người ta thiết kế để cho anh em chúng ta có thể cầm nắng rất là dễ. Nhìn sâu vào bên trong của cái này thì nó dễ dàng nhìn thấy hơn là cái bộ sản phẩm lần trước em đã giới thiệu đến anh em. Đây nhá, anh em nhìn thấy này, bên trong này nó bao gồm dàn nóng này. Dàn nóng đó, dàn nóng đã được bắt. Đây, được bắt nối vào cái tuyô để chúng ta chờ sẵn đấy. Anh em có nhìn rõ không ạ? Bắt nối vào tuyô này, từ đường ống cao áp tiếp đến sẽ dẫn thẳng vào lốc này. Đây là gọi là lốc nén, nhưng lốc này bằng điện anh em nhé. Đây là cái này là cái nguồn điện chờ, người ta đã cho mình cái bộ rắc cắm sẵn rồi đấy ạ. Em đã nói rồi đấy ạ. Dưới cái chân đế lốc này thì người ta cũng làm bắt rất chắc chắn. Đây là với em đang giới thiệu, đấy là mẫu 24V. Đây là đầu. Đây. Đầu ra của sàn nóng. Đầu kia là người ta đã bắt đầu phin để bắt vào với dàn lạnh, người ta đã bắt sẵn hết rồi. Dàn nóng thì người ta thiết kế với cái phin liền đối lập luôn, rất là thông minh. Anh em có nhu cầu hỗ trợ tư vấn về sản phẩm thì liên hệ với em theo số máy 0769086333, hỗ trợ về lắp đặt thay thế kỹ thuật, số máy 0856727222, địa chỉ lắp đặt, hỗ trợ lắp đặt tại Hà Nội là Gara ô tô BMT, số 1 ngõ 319 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội. Xin cảm ơn anh em đã có chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp. Em xin chào.